Bây giờ thì chúng ta bắt đầu mài dao. Trước hết thì ta lắp viên đá này chẹp đinh vào một thanh gỗ, hoặc là có thể gắn vào đế bê tông xi măng như thế này cũng được, hoặc là anh chị em có thể để không ở thế này chúng ta mài cũng được. Khi chúng ta sử dụng một con dao dùng vào việc gì thì nếu con dao nó dỉ xét thế này, nó cùng thế này thì chúng ta dùng nó rất là bực mình và nó cũng rất là mất vệ sinh. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị em cách mài con dao cho nó sắc, nó bén từng cung đoạn. Bình thường thì khi chúng ta sờ đến một con dao nó cùng thì chúng ta liếc như thế này lên các thành xi măng như là thành giếng, thành chung, thành vại, hoặc là đáy bát, đáy đĩa. Làm như thế này thì chỉ dùng tạm thời, và tôi chắc chắn rằng con dao dù có tốt đến đâu, dù có đắt tiền đến mấy thì nó cũng rất là chóng hỏng, và chúng ta phải biết cách mài, chúng ta sử dụng nó sắc được lâu và bền con dao. Bình thường thì nếu chúng ta mài mà chúng ta để nằm con dao như thế này, chúng ta vừa mài vừa cắt nước nhé, bởi vì đã mài này phải mài bằng nước. Mài như thế này thì nó sẽ sáng cái thân con dao, nó sáng lên mấy sống và nó không hề ăn vào lưỡi, cho nên nó không sắc. Và nếu chúng ta dựng như thế này, chúng ta mài như thế này thì nó sẽ vo cái mép lại, cái lưỡi con dao nó sẽ dày lại, thì chúng ta dùng nó rất là nhanh cùi, nó chóng cùi và nó sẽ hỏng con dao. Thế bây giờ tư thế chúng ta cầm một con dao, cách chúng ta cầm như thế này cho nó vừa phải mà mài cái mép nó sáng tầm khoảng từ 1 đến 1,5 cm là được. Chúng ta cắt nước. Như vậy là con dao nó, cái lưỡi nó sáng khoảng tầm 1 đến 1,5 cm. Đấy, như thế này thì nó đủ hai cái mép con dao nó đủ chạm cái độ sắc vào nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục mài. Và nếu như chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể mài 3 đến 7 phút. Thậm chí nếu con dao để lâu thì chúng ta có thể mài khoảng 10-15 phút. Nhưng nếu con dao mà nó đang mỏng thì chúng ta có thể mài 2-3 phút thì chúng ta đã có một con dao sắc rồi. Sau khi mài thì nó sẽ có cái màu nó nổi lên. Đây là cái màu, và thực chất đây là cái ma vía anh chị em ạ. Đây là cái ma vía, những người thợ chúng tôi gọi là cái màu để kiểm tra cái độ già của nước tôi. Nếu như mà chúng ta mài nó không lên được cái màu cái ma vía này thì chứng tỏ là con dao già, và già thì đương nhiên là chúng ta dùng nó rất trơ. Và nếu cái màu cái ma vía này nó to thì chứng tỏ là con dao non, và non thì đương nhiên là dùng nó sẽ nhanh cùi và thậm chí là nó sẽ quăng. Còn nếu bình thường mà nó chỉ lên các ma vía rất là nhỏ như thế này, nhìn thế này chúng tôi có thể thấy được cái ma vía nó lòng loáng, nhưng nếu anh chị em không nhìn thấy thì chúng ta có thể sờ cái tay như thế này, cái ngón tay như thế này thì chúng ta thấy nó mắc cái tay, thì đây nó đã nổi cái ma vía, có nghĩa là hai cái mép dao chúng ta mài nó đã chạm vào cái điểm sắc. Đấy, như thế là con dao chúng ta đã mài thô cơ bản. Và đến bây giờ là chúng ta sẽ liếc cho nó đứt cái màu cái ma vía đi thì chúng ta sẽ dùng được. Liếc cái màu cái ma vía đi thì chúng ta sẽ dùng được. Và bình thường thì chị em có thể biết như thế này, anh chị em có thể biết như thế này thì cái ma vía này nó sẽ vắt bên nọ rồi nó vắt sang bên kia thì nó không đứt được, thì nó không đứt thì chúng ta thái nó sẽ không ngọt, nó sẽ không mịn cái lưỡi. Và cách chúng ta liếc là phải liếc như thế này. Đấy. Và lưu ý một chút nữa là trong quá trình mài dao thì chúng ta nên đẩy nó kéo kéo như thế này, nó kéo kéo vừa phải như thế này, không nên đẩy dọc như thế này,
hoặc cũng không nên mài ngang như thế này thì nó sẽ không đều mép, mài dọc thì nó sẽ vo cái mép lại và mài ngang thì nó sẽ không đều. Và chúng ta để nó không kéo kéo như thế này, kéo kéo thế này. Và bây giờ là chúng ta liếc cắt đứt cái nò này đi. Như vậy thì đã được một con dao. Con dao này thì đã dùng được rồi, rất là ngọt, rất là ngọt. Và chúng ta có thể dùng để thái thịt, thái cá, thái rau củ quả và dùng mọi thứ sạch sẽ vệ sinh. Và nếu anh chị em muốn dùng cho một việc khác nữa thì chúng ta sẽ liếc qua đá mỏng để chúng ta cạo lông, ví dụ như lông ở cảm giò con lợn chẳng hạn, hay là làm thịt chó, thịt lợn, thì chúng ta có thể liếc cái màu này. Đây là cách chúng ta liếc cái màu. Đang liếc này thì nó giống như thế là chúng ta cạo râu, liếc cho nó đông cái màu lại, có nghĩa là cái lưỡi nó sắc mịn, sắc mịn thì chúng ta sẽ cạo được râu, cạo được lông, liếc cho nó đông cái màu lại. Đây, và sau khi tôi liếc thì tôi có thể là cạo cái lông chân. Đây, cạo cái lông chân đứt thẳng mảng luôn. Để quý vị chú ý nha, đứt thẳng mảng lông chân luôn. Đây, chân sạch bóng luôn. Mài dao mà cứ thử thế này thì chắc là lông chân không gọn. Như vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh cách mài một con dao. Và nếu anh chị em thấy hấp dẫn, thú vị thì chúng ta hãy chia sẻ, để nhất là những anh nam giới có thời gian rảnh rỗi, chúng ta mài một con dao, vài con dao cho vợ con, gia đình, người thân thì thật sự là ý nghĩa. Và chúng ta hãy like clip này để đón chờ những clip sau và hữu ích hơn. Cảm ơn. Ok.